Ngọc trai. Ngọc trai, ngọc trai. Tôi đâu, tôi đâu. Tôi đau. Tôi đau, tôi đau. Tôi đau, tôi đau. Ngủ phân lắm. Lạc đà, hú cấu. Hú Hư cấu, cấu. hú cấu, hú cấu, hú cấu. Tôi cháy tóc. Tôi chải tóc. Tôi cháy tóc. Cháy nắng. Cháy nắng. Tôi săn sóc. Tôi săn sóc. Tôi săn sóc. Căng Căng cơ. cơ. Căng cơ. Cơ 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 cơ. Căng cơ. Cơ cơ. Căng cơ. Ơ ơ ơ. Căng cơ. Căng cơ. Ra khơi. Ra khơi. Ra khơi. Tôi săn sóc. Tôi săn sóc. Tôi săn sóc. Tôi tắm thôi. Phòng tắm hơi. Tôi tắm hơi. Phòng sông hơi. Phòng sông hơi. Phòng sông hơi. Ra khơi. Ra khơi. Ra khơi. Ra khơi. Đá quý. Đá Đá quý. quý. Đá quý. Đá Nữ quý. hoàng. Nữ hoàng. Nữ hoàng. Nữ hoàng. Nữ hoàng. Nữ hoàng. Nữ hoàng. Con chúa. Công chúa. Con chúa. Chú chúa. Con chúa. Tôi đá. Tôi đá. Tôi đá. Chế ăn đồ. Chế đồ ăn. Chế độ ăn. Chế đồ ăn. Tôi đã làm gãy chân. Tôi đã làm cái chân. Tôi đã làm cái chân. Tôi đã làm gãy chân. Tôi đã làm cái chân. Tôi đã làm cái chân. Tôi lên kế hoạch ăn uống. Tôi lên cái quán là uống. Tôi đến. Tôi Tôi đến. đến. Tôi đến. Tôi đến. Tôi đến. Chủ đề bài nói của tôi là công nghệ. Tôi đã làm gãy chân. Tôi đã làm gãy chân. Tôi đã làm. Tôi đã làm gãy chân. Tôi đến ăn cái hoàng ăn uống. Tôi lên kế hoạch ăn uống. Màu sắc. Màu sắc. Chủ đề bài nói của tôi là công nghệ. Quy tay áo. Quy tay áo. Một nhà hàng đông khách. Sĩ quan. Sĩ quan. Tầm nhìn mờ. Tầm nhìn mờ. Một nhà hàng đông khách. Món ta hát nhà hàng đông khách. Chị người. Chị nuôi. Chị người. Chị người. Bài Bài nói nói của của tôi tôi chia làm 3 phần. chia làm 3 phần. Sĩ quan. Sĩ quan. Có cái ngứa. Tầm nhìn mờ. Tầm nhìn mờ. Một nhà hàng đông khách. Một nhà hàng đông khách. Chất béo. Chắc biểu. Tầm nhìn mờ. Tầm nhìn mờ. Gôn. Gone. Một nhà hàng đông khách. Một nhà hàng. Một nhà hàng đông khách. 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 Chất béo. Chất béo. Chất béo. Phòng rộp. Phòng rộp. Phòng rộp. Phòng rộp. Tôi bị dị ứng. Tôi bị dị ứng.
Chất béo. Chất béo. Tôi học. Tôi học. Đau lưng. Đau lưng. Cho tôi xem hộ chiếu của bạn được không? Tòa yên tĩnh. Tòa yên tĩnh. Tòa yên tĩnh. Chất béo. Chất béo. Chất béo. Bây giờ, tôi hạ tấm chắn cửa sổ xuống được không? Cho tôi xem hộ chiếu của bạn được không? Thông điệp. Thông điệp. Thông điệp. Thông điệp. Thông điệp. Thông điệp. Tài liệu. Tôi quét tài liệu. Tôi quét tài liệu. Bây giờ, tôi hạ tấm chắn cửa sổ xuống được không? So long. How can you? Seriously.